Mến chào các bạn đang quay trở lại với YouTube của Đàm Bí Tưởng Truyền và mời các bạn tới với tập 27 của bộ truyện Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa của tác giả Vũ Chiết. Nà Thần ngồi ở trong văn phòng của bác sĩ Trần cũng không nói một lời nào, cũng chỉ lắng nghe bác sĩ Trần nói chuyện. Thời gian qua tinh thần mẹ rất không ổn định, cách thức bà cắt tay cũng thật kỳ lạ. Ở bệnh viện không có công cụ này, cả thủy tinh cũng đều được chế tạo đặc biệt. Mẹ cần phải tạo ra nhiều điều kiện để tự sát và bà đã tự cắn cổ tay của chính mình. Nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm, bởi vì cắn không chuẩn, hơn nữa cũng chỉ có mới cắn hai cái thì đã bị lão công phát hiện ra. Bà ấy rất muốn gặp cậu nên cứ nhắc sốt. Nhưng tôi cảm thấy với trạng thái tinh thần hiện tại thì không phải là lúc thích hợp để bà ấy tiếp khách. Bác sĩ Trần cũng nhìn Na Thần rồi nói: chỉ đành hẹn cậu qua đây để trao đổi tình hình của bà ấy một chút, cũng như bàn bạc phương pháp trị liệu cho giai đoạn tiếp theo. Còn chuyện gặp mặt thì có thể tìm thời gian khác thích hợp hơn. Vâng, Na Thần cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn lên bàn làm việc của bác sĩ Trần. Tốc độ nói chuyện của bác sĩ Trần cũng rất chậm, đồng thời lựa chọn ngôn ngữ hắn có thể hiểu được để giải thích phương pháp trị liệu. Hắn cũng chỉ thường gật đầu không đưa ra thắc mắc gì hết. Kể từ khi hắn có ký ức, đã thấy mẹ luôn chẳng vui vẻ gì, gần như là hắn chưa từng thấy mẹ cười thoải mái. Hắn vẫn luôn cố gắng chọc cho mẹ cười, song dường như chưa có lần nào thành công. Lần này bà muốn tự sát, hắn cũng không thấy bất ngờ gì. Đã rất nhiều năm về trước bà từng nói với hắn, sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Đúng vậy, chẳng có ý nghĩa gì hết. Nà Thần dựa vào lưng ghế, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ. Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lại tràn đầy mơ mộng như vậy, khi đối mặt với căn bệnh này của bản thân thì sống còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện của bà cậu, tôi vẫn đề nghị chưa nên nói cho bà ấy. Bác sĩ Trần vẫn giữ cách nói chuyện thòm dòm như cũ. Với tình trạng trước mắt của bà ấy thì chuyện này không có bất cứ ý nghĩa gì. Vâng. Nà Thần cũng gật đầu. Nghĩ tới con người này là Nà Thần cũng chỉ cảm thấy khó thở, đôi mắt theo bản năng cũng khẽ nhíu lại. Dù rằng hắn chưa bao giờ nghĩ lại, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới là tim hắn lại đập nhanh như mới đột ngột bật tỉnh từ trong cơn mê. Bà hắn chết rồi, đã chết rồi. Hắn còn chưa kịp hét lên, chưa kịp chứng minh người kia đã chết. Trong lòng của Nà Thần trống rỗng, cảnh vật xung quanh cũng đều nhòe đi. Lúc Nà Thần đi ra từ cổng bệnh viện, hắn hách cũng mới vừa bổ sung một tiếng để ngủ trên xe, thì có chút mơ màng nhìn sang Nà Thần, cảm giác sắc mặt tái nhợt cùng ánh mắt trống rỗng của Nà Thần giống như một bệnh nhân treo tường trốn viện để ra hít thở không khí. Sao rồi? Hắn hách cũng không vội lái xe, đưa điếu thuốc qua rồi hỏi thăm. Sắc mặt cậu trông xấu quá. Thật không? Nà Thần mở cái lưới che nắng ra, nhìn vào gương một chút rồi nhận điếu thuốc. Không sao, mẹ tôi có tự cắn mình hai cái nhưng không chết. Tôi đưa cậu về. Hàn Hách nổ máy, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận khi hỏi cậu như vậy. Hừ. Nà Thần trông rất mệt mỏi, lên xe một cái là dựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại. Mãi tới khi Hàn Hách chạy tới khu dân cư nhà hắn, Nà Thần mới mở mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đến rồi hả? Đến rồi. Hàn Hách cũng gật đầu. Nhanh thật đấy. Nà Thần cũng nói một câu không đầu không đuôi. Muốn tôi đưa cậu vào không? Hàn Hách hỏi. Không cần đâu. Nà Thần cũng cười mở cửa xe rồi nhảy xuống, tiếp tục đứng cạnh cửa xe vài giây. Một lát thì quay đầu lại. Tôi có sự cảm. Sao? Hàn Hách nhìn hắn. À thôi không có gì, hôm nay cảm ơn anh. Nà Thần cũng nhanh chóng đóng cửa xe lại, nửa câu sau bị ngăn lại ở ngoài xe. Nà Thần nói rất nhỏ, nghe như mơ hồ, Hàn Hách chỉ nghe được hai chữ sau này. Còn sau này thế nào thì nghe không rõ, xong thì cũng chẳng hỏi lại, chỉ là cách lớp thủy tinh cùng Nà Thần, nhìn nhau vài giây rồi y cho quay đầu xe. Nà Thần không có dũng khí nói những lời này, hoặc nói có lẽ hắn cũng không định để người khác nghe rõ. Về phần vì sao lại như vậy, Hàn Hách không có dự định tìm hiểu. Tôi có dự cảm anh sẽ không còn liên lạc với tôi nữa. Sau này tôi tìm anh còn có thể đi ra nữa không?
Không đâu, Nathan, mày vốn chẳng thể khiến người khác có suy nghĩ tới gần mày. Âm thanh này không ngừng xoay chuyển bên tai của Nathan, là giọng nói của người đàn ông lúc nào cũng lạnh nhạt, luôn không chịu gần gũi với hắn, là cơn ác mộng từ thuở bé của hắn. Bà hắn là người đàn ông mà ngay cả cảm hứng liếc nhìn hắn một cái cũng chẳng có. So với những lời nói lạnh lùng thì hắn cũng không thể chịu được cái dáng vẻ kia. Nathan đạp mạnh vào cái thùng rác đặt ven đường trong khu dân cư. Thùng rác kêu lên một tiếng động lớn. Camera ở bên cạnh cũng khẽ cử động. Hắn liền giơ gón giữa lên về phía của nó. Nathan đi vào siêu thị mua ít bột mì về nhà. Vào cửa vốn định làm chút đồ ăn. Xong cả người đều có chút mỏi mệt. Bác sĩ Trần lại nói bệnh tình của mẹ dù đã chết cũng không thể xóa bóng hình đi được. Còn cả vẻ xa cách thản nhiên của anh hách nữa, mệt chết đi được. Nathan bổ nhào lên giường nằm sấp xuống mở to mắt đờ ra một hồi lâu. Hắn nhìn chòng chọc sang con thỏ được anh hách tặng đặt ở bên gối. Trên tai con thỏ có dính sợi tóc, hắn nhặt lên so thì thấy ngắn hơn với tóc hắn. Có lẽ là tóc của anh hách. Hắn nhét sợi tóc xuống dưới gối, nhắm hai mắt lại. Thoáng một cái, Nathan đã ngủ thẳng tới tận trưa hôm sau mới tỉnh lại. Lười biếng tắm rửa thay quần áo xong, hắn đi vào phòng bếp. Nơi hắn yêu thích nhất chắc là phòng bếp. Không gian nhỏ có lửa lại có nồi niêu giòn trào, khiến người ta phứng lòng tới kỳ lạ. Hắn rửa tay, mất hơn 2 tiếng thì bột mới lên men. Bỏ bánh mì vào nướng, hắn nhấc một cái ghế dựa ra ngồi sát lò. Cảm giác mở chờ mẻ bánh mì ra lò cũng thật tuyệt. Khi có mùi thơm từ lò nướng bay ra, Nathan cũng liền kề mũi lại gần hít mạnh một hơi. Sau khi quay lại rồi trên ghế thì điện thoại di động đổ chuông. Hắn nhanh chóng lôi điện thoại ra rồi ném nó ra thảm phòng khách. Điện thoại vẫn cứ đổ chuông như vậy, 4-5 lần rồi mới xem như là im lặng. Lúc Nathan đứng dậy vừa định lấy bánh mì ra phết mật ong, chuông điện thoại lại vang lên. Hắn ấn cửa lò nướng, sửng sốt nửa ngày mới chậm rãi xoay người ra phòng khách cầm điện thoại lên nghe. Anh Lôi à, chúc anh năm mới vui vẻ. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mẹ nó, đừng có mà không nhận điện thoại của tao. Giọng nói của anh Lôi cũng phừng phừng lửa giận, dừng trong chốc lát rồi bổ sung thêm một câu. Năm mới vui vẻ. Anh nhắn tin thì em sẽ đọc mà. Nathan nói rồi cầm điện thoại trở lại phòng bếp. Lôi bánh mì từ trong lò ra chậm rãi phết mật ong. Tao không rảnh mà nhắn cũng không hết lời được đâu. Anh Lôi vẫn nói chuyện để khó chịu. Chuyện gì? Nathan phết mật ong xong thì chắc rút chút mẻ mè lên. Quà cho anh đi, tối anh mời mẹ ăn cơm, cũng lâu quá không gặp nhau rồi nói chuyện. Ngữ điệu của anh Lôi cũng chậm lại một chút. Không đi. Nathan cũng kiên quyết trả lời. Mẹ mày, đừng có mà nói lung tung, trước 4 giờ thì lết qua đây đi, có muốn tao tìm hai thằng qua khi mày sang đây không hả? Dứt lời, anh Lôi cúp điện thoại. Nathan cũng chậm rì ăn xong một bánh mì bé tí, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Anh Lôi tên là Lôi Ba, Nathan quen anh cũng đã 5-6 năm rồi. Người này tuổi gần 40, cũng không kết hôn, cũng không có người tình cố định, có một tiềm chảnh cực kỳ phô trương ở góc phố đi bộ. Một tháng thì có chừng 2-3 ngày ngồi được ra trong tiệm ngắm phố. Nathan dùng ở cửa tiệm cà phê, nhân viên phục vụ chạy ra nhìn thấy hắn liền cười nói: "Em giúp anh đậu xe qua cảnh đó nhé." "Không cần đâu, tôi đi ngay ấy mà." Nathan xuống xe rồi đi vào trong tiệm. Người này đúng là cố ý đến chọc giận ông đây. Nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói ở phía sau. "Ừ." Nathan lên tiếng. Lúc Nathan đẩy cửa đi vào phòng của Lôi Ba đang nghe điện thoại, nghe thấy cửa mở liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy Nathan, anh liền trừng to mắt, tiếp đó cờ mặt cũng dần giật lên, đập điện thoại xuống bàn chỉ vào Nathan. Mày có ý gì thế hả? Không có ý gì hết. Nathan đưa tay lên khẽ cuốn tóc, đến gần trước mặt Lôi Ba. Em đã bảo là không muốn đi còn gì. Không muốn đi thì đừng có đi, mày hóa trang thế này làm hề gì hả? Mày không biết là tao căm nhất là cái bộ dạng mày lúc này sao? Lôi Bà châm điếu thuốc rít một hơi rồi phun khói lên mặt hắn. Mày đừng có lúc nào cũng kiếm chuyện không vui được không? Cũng chẳng cần phải kiếm. Nathan lấy tay xua khói trước mặt đi.
Em không vui thì cũng muốn lôi người khác không vui giống mình lôi từng người một. Nga thần, lôi bà chỉ ngón tay cầm điếu thuốc vào hắn. Với dám vẻ quái đản này của mày, ta chưa kêu người quăng xuống sông là may rồi biết không? Muốn quăng thì quăng, lúc nào thì quăng. Nà thần cũng nhếch miệng dựa vào bàn làm việc của lôi ba, ngón tay đặt lên bàn một chuỗi tiết tấu. Em đi nhé. Lôi bà cũng quan sát hắn nửa ngày, hất cái gạt tàn trên bàn xuống dưới đất quát lên. Cút! Nà thần hồn gió với anh, đá cái gạt tàn văng lên vỡ đồi ra rồi kéo cửa ra ban công. Quay lại! Lôi bà lại quát lên một tiếng. Nà thần xoay người trở lại trước bàn. Lôi bà lấy một bao lì xì từ trong ngăn kéo ra ném tới trước mặt hắn. Tiền mừng tuổi. Cảm ơn. Nà thần cầm bao lì xì bỏ vào túi, xoay người rồi đi ra ngoài. Tập 28. Cứ vào năm mới, lôi bà lại cho hắn một bao lì xì. Nà thần thích cái cảm giác nhận được tiền lì xì, cảm giác vui sướng lại hồi hộp khi rút tiền từ trong bao ra. Hồi trước ông già của hắn cũng sẽ lì xì, chẳng cần hắn cúi lại chúc Tết cứ đưa một chồng tiền thật dày cho hắn, coi như là hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả một cầu cũng chẳng có. Nà thần cũng chẳng quan tâm tới tiền, hắn nước ao được như những anh chị em khác có thể cúi lại chúc Tết bà mẹ, sau đó nhận bao lì xì cầu chúc phúc từ hai người. Thế nhưng điều đó lại chưa từng được thực hiện. Hắn đút tay vào túi áo khoác, sờ bao lì xì lôi ba cho, rồi sải bước ra xe. Đứng ở ven đường suy nghĩ thật lâu mới chạy xe không có mục đích ra ngoài đường. Người trong ban nhà cũng đều đang ăn Tết nên không tập luyện gì cả, mà bọn họ cũng không dựa vào cái này để kiếm tiền. Chuyện biểu diễn chỉ là do bọn họ thích thì mới đi, cho nên vào những ngày nghỉ đối với nhà thần mà nói quả thật rất khó chịu. Hắn không có nơi để đi, cũng không có việc gì để làm. Rất nhiều lúc hắn cứ lái xe loanh quanh thành phố, thậm chí còn chạy mấy vòng liền, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 3 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng. Điện thoại lại đổ chuông có tin nhắn tới. Nà thần dừng ở ven đường, là tin nhắn của Lý Phạm gửi tới. Vợ ta về nhà mẹ đẻ rồi, qua đây chơi đi. Nà thần nghỉ người một lát, cuối cùng lái xe rẽ sang hướng nhà Lý Phạm. Lý Phạm với vợ hắn còn chưa kết hôn, thế nên cứ vào năm mới là lại trở về nhà. Nhà của Lý Phạm không phải ở đây, nên nếu Tết gá mà không về nhà thì ba mẹ gá sẽ lên chơi, coi như là đi du lịch. Nà thần ấn chuông cửa nhà Lý Phạm, cửa mở ra, mẹ của Lý Phạm từ sau cửa thò đầu, nhìn thấy hắn liền cười. Hôm nay tiểu thần rất xinh đấy. Chúc gì năm mới vui vẻ ạ? Chúc mừng năm mới. Mẹ Lý Phạm kéo hắn vào trong phòng, Lý Phạm đang chờ trong buồng đấy. Chúc chú năm mới vui vẻ ạ? Nà thần lại chào hỏi bà của Lý Phạm đang ngồi coi chương trình Tết trong phòng. Bà của Lý Phạm cười lớn đưa một bao lì xì, hắn cũng không từ chối mà nhận bỏ vào túi. Cảm giác cũng thật thỏa mãn. Lý Phạm đang chơi game trong phòng, làm nhiệm vụ của Tết âm lịch. Nà thần vào phòng, gá mới tắt game mà đã xoay ghế ra. Thấy nà thần trang điểm, gá liền cười sung sướng cả nửa ngày. Hỏi đi, Tết nhất mà mày lại ghét ai thế? Thích không được hả? Nà thần ngồi xuống mép giường. Thuốc đâu? Lý Phạm ném gói thuốc cho hắn. Mắt toàn tơ máu, đêm qua không ngủ hả? Có. Nà thần châm điếu thuốc rồi đứng ra ngoài ban công. Với ai? Lý Phạm dùng chân lấy lực trượt ra ban công hỏi. Nà thần gầm điếu thuốc nhìn gã một cái rồi xoay đi, nhìn xuống dưới lầu một lát sau mới trả lời. Anh Hách. Để mang đi đâu bãi xe cũ? Nhà tôi. Nhà mày? Lý Phạm ngẩng đầu trên mặt ra về kinh ngạc. Qua đêm ở nhà máy hả? Nà thần xoay sang nhìn cửa kính ở ban công, sửa sang lại mái tóc già một chút. Ông ghen tí hả? Tao ghen đấy mẹ, nó ghen tức đầy bụng đây này, tao còn chưa qua đêm nhà mày mà thằng cha kia ở đâu ra mà được cái suốt đó hả? Lý Phạm kêu to đầy khoa trương rồi đá một cái vào mông của nà thần. Vậy tối nay ông để tôi làm một lần đi. Lý Phạm cũng mắng một câu, nà thần đột nhiên cũng bật cười. Lý Phạm ngẩn người ra rồi cũng cười lên. Hai người đổ dướn nhau trên ban công mấy phút liền, tới khi chảy cả nước mắt thì mới chịu dừng lại. Lý Phạm thở dài thườn thượt, sau đó thì thở phì phò cả nửa ngày. Đến cùng là đang cười cái mẹ gì thế? Tôi đâu có biết. Nà thần ngồi vào ghế dựa có tay vịn,
Trần thì đạp lên lan can ở ban công. Lý Phạm lại thở hổn hển trong chốc lát, đột nhiên mở miệng gọi hắn. Na Thần. Ừ, mày thích thầy An kia hả? Ừ, có gì kỳ lạ sao? Na Thần hút thuốc, đôi mắt nhiều lại trong lớp khói thuốc. Ý ta là mày có phải là thật lòng thích hay không? Không phải hồi trước bảo chỉ là chơi chơi thôi sao? Lý Phạm rất nghiêm túc rồi hỏi tiếp. Trước kia thì tùy tiện lên giường với ai hả? Na Thần cũng nhìn gã. Đồ, đừng giả ngu vết nào, mày biết ý tao mà. Lý Phạm cũng lại cái ghế. Na Thần rất nghiêm túc mà nghĩ ngợi. Không biết. Dù sao thì tao cũng biết trước kia mày chẳng dẫn ai về nhà bao giờ, ngay cả qua bãi xe còn chẳng thích nữa là. Lý Phạm cũng chặt lưới một tiếng. Không biết, dù gì thì cũng chẳng có kết quả, cứ kể nó đi. Giọng của Na Thần cũng hơi trầm, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt. Đến lúc hắn kéo tóc ra, trề nửa mặt, chớp mắt đưa tình với Lý Phạm, giọng hắn khôi phục lại như mọi khi. Anh Phạm, ra ngoài chơi lát không? Thật ra không có kết quả thì cũng tốt. Lý Phạm không hổ theo hắn, vẫn giữ vẻ nghiêm túc như trước đó, ngay cả mặt mày thì cũng nhăn lại. Tao chẳng bảo người kia không cùng loại người với mày rồi còn gì, lại thêm cái tính mày, thì cứ tên nào tới thì là lại chạy mất thôi. Nụ cười trên mặt của Na Thần cũng cứng đờ, không nói gì. Cách nói chuyện của Lý Phạm vẫn như vậy, đó cũng là người duy nhất dám tùy tiện nói trước mặt hắn như thế. Tôi thực sự không biết nữa. Giọng của Na Thần cũng rất nhỏ. Biết thì cũng thế thôi. Lý Phạm trầm điếu thuốc, nhìn thế nào cũng thấy giống chơi đùa, ai mà bằng lòng cho được. Cút đi. Na Thần cũng cười. Cách xa người này một chút đi, cho dù là chơi đùa thật đi nữa thì chưa chắc đã chơi nổi người ta đâu. Lý Phạm nhìn rất nghiêm túc, hẳn hai kia trông thì dễ gần đấy, thật ra thì ngược lại. Mày không thấy là chẳng nhìn được cảm xúc gì trên mặt anh ta sao, người như thế thầm lắm đấy. Na Thần cũng cười, sầm cũng chẳng nói gì. Đi thôi, anh mày dẫn mày đi đánh bia. Lý Phạm đứng dậy, hai tụi mình đi thôi, tới 7 giờ thì về nhà ăn cơm, mày tao nấu cả phần cho mày đấy. Ừ. Gần khu nhà của Lý Phạm có một quán pizza cũng không lớn lắm, nhưng được cái toàn bản mới. Hai người thường xuyên tới đây chơi là địa điểm tốt để đi giết chết thời gian. Có điều hôm nay vừa vào quán đã bị mùi rượu sực vào mặt. Ở cái bàn gần cửa ra vào có bốn người, nhìn thoáng qua là thấy trưa nay uống không ít, trên đất còn lăn lóc vài chai rượu cùng với túi đồ ăn. Đám người này cũng không chơi mà chỉ hút thuốc nói chuyện. Khi hai người bước vào, tất cả đều ngoảnh mặt sang, thậm chí còn có gã huýt sáo. Lý Phạm còn đang băn khoăn có nên quay về không, thì Na Thần đã đi vào. Gã cũng đành phải đi theo, tết nhất cũng chỉ có mỗi chỗ này đến chơi mà thôi. Trình độ pizza của Na Thần và Lý Phạm cũng không chênh lệch nhau lắm. Có điều hôm nay tâm trạng hắn không tốt, đến chơi hai ván thì đều thua cả hai. Chuyển thăm một chút đi chứ mày. Lý Phạm chống kề cờ lên bàn. Mày cứ thế này thì tao cũng chẳng có hứng chơi đâu. Na Thần cũng cười cười, xoay người sang nhìn xung quanh. Bên kia có vài kẻ ngó sang nhìn hắn. Lúc hắn chọc bị vào lỗ, tiếng huýt sáo lại vang lên, còn có người vỗ tay. Lý Phạm quay đầu nhìn sang bên kia. Ngày xuân mà chạy tới đây chơi đều là kẻ nhàn rỗi. Vài kẻ xem ra không chỉ rảnh mà là quá rảnh tới độ chẳng có việc làm nên sở ra kiếm chuyện. Hắn lại quay sang nhìn Na Thần. Na Thần không có đồng tính gì, kề tay ngắm đường bi. Nếu bình thường gặp phải loài người này thì Lý Phạm sẽ không lo lắng, nhưng hôm nay thì khác, gã coi như là hiểu Na Thần. Hôm nay tâm trạng Na Thần không tốt. Đói quá, qua siêu thị kiếm chút đồ ăn đi, Lý Phạm đề nghị. Đánh xong đi đã. Na Thần khẽ thổi tóc mái lên, thầm một cái, đi chậm trái lăn vào lỗ. Bên kia lại vang lên tiếng huýt sáo, lần này còn thèm theo cả tiếng cười rất quái dị. Đầu năm đầu tháng còn chẳng kiếm chuyện vậy đấy. Nghe xong Lý Phạm quả thật rất khó chịu. Na Thần lại chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng cạnh bàn cầm gậy tính góc rồi chọc bi. Có điều lần chọc bi này không rơi vào lỗ, phải gã bên kia liền cười lớn lên. Còn có gã nói với sáng, muốn anh dạy em chơi không? Lý Phạm quay đầu liếc nhìn sang bên kia, kẻ nói chuyện lập tức đứng lên còn khoanh tay khiêu khích. Đi thôi. Na Thần đứng thẳng dậy, bỏ cây cờ xuống rồi đi về phía cửa. Lý Phạm nhanh chóng nhào qua bàn thu ngân tính tiền.
Gã biết Na Thần sẽ không đi đơn giản như vậy. Lúc thanh toán xong, gã thấy Na Thần ngoắc ngón tay với người anh em đang khoay tay kia, sau đó đi ra ngoài cửa. Người anh em kia cũng ngẩn người nhưng rất nhanh liền theo ra. Muốn đánh người còn mau vậy chứ? Lý Phạm thầm mắng trong lòng. Lúc đuổi theo ra ngoài thì nghe thấy tiếng hét thảm, kẻ kia bụm mặt gã lăn trên đất, máu mũi cũng chảy ra dính luôn cả vào miệng. Na Thần chậm rãi thu chân lại, lấy ví ra móc một xấp tiền rồi lại quăng trước mặt mấy kẻ bàn nấy. Những tờ tiền đỏ bay trong gió cứ như mưa rơi vậy. Những gã kia cũng ai nấy đều sửng sốt. Lý Phạm không muốn đầu năm đầu tháng lại xảy ra chuyện, thừa dịp liền kéo cánh tay của Na Thần, mau về nhà thôi. Mãi cho tới khi hai người họ bước tới chiếc xe của Na Thần, đám người đó mới hồi phục lại tinh thần, muốn đuổi theo xong lại có chút do dự. Việc Na Thần phồng tiền lên cùng chiếc xe này xem chừng làm cho chúng có phần mờ mịt. Na Thần lên ga ầm ầm rồi chạy ra ngoài. Hàn Hách thì lại ngủ rất sâu, mãi tới tận chiều thì mới tỉnh lại. Sợ ngủ nhiều nên có phần khó chịu, đầu nặng tới suýt không ngẩng lên nổi. Năm mới, nhà y cũng chẳng có họ hàng nào tới chơi, nên đây là cơ hội để ngủ bù. Bà thì mất tích quanh năm, mẹ thì ẩn cư luyện ma thần cấp độ 10, còn họ hàng thì không qua lại từ lâu rồi. Đang ngồi ngẩn người trên giường thì chuông điện thoại lại vang. Y nghe máy là Hứa Tính Diều gọi tới mấy ngày nữa, lớp muốn qua đây chúc Tết đi. Y có chút rầu rĩ song vẫn đồng ý. Nghe điện thoại xong y tiếp tục ngẩn người, nhưng bởi người gọi tới là Hứa Tính Diêu nên trong lúc ngây ngẩn, bất giác y lại nhớ tới Na Thần. Hàn Hách lại thở dài, cũng chẳng cố gắng khống chế bản thân mà cứ để mặc hình ảnh của Na Thần chập chờn trước mắt mình cả buổi mới đứng dậy đi vào phòng khách. Đói bụng nhưng y lại chẳng có một chút hào hứng với đồ ăn nào trong nhà, ngược lại cứ nghĩ tới thứ chả cháy cay kia của Na Thần. Sau sự một hồi lâu, y dứt khoát quyết định đi siêu thị mua nguyên liệu để về nấu một bình. Vừa định đi thay đồ thì di động lại đổ chuông, nhìn tên người gọi là mẹ, Hàn Hách cũng hơi bất ngờ. Mẹ, sao vậy? Mày có quen sát thủ nào không? Mẹ gào lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Hả? Y cũng sửng sốt. Sát thủ ấy bao nhiêu tiền cũng được. Không biết. Hàn Hách khẽ nhíu mày. Tết nhất thế này mày muốn giết ai vậy chứ? Ai làm mẹ mày năm mới không thoải mái mẹ mày giết đứa đó? Mẹ vẫn rất kích động gào lên, ta muốn giết chết An Chí Phi. An Chí Phi là tên của ba, chẳng qua đột nhiên suýt chút nữa An Hách lại không nhớ ra, thì nhéo giữa hai hàng lông mày. Làm sao vậy? Còn bộ nhí, cũng chả biết nhí bao nhiêu bà của ông ấy đã tìm đến tận cửa rồi này, ép bà đây ly hôn này, bà nhổ vào ly cái quần què, mày về đây ngay lập tức. Hàn Hách cầm di động còn sật mình, mẹ bên kia đã đúp máy. Đẹp, năm nay toàn rắm. Hàn Hách buồn bực ném điện thoại di động thay quần áo, muộn phiền trong lòng khiến cho y muốn phun ra. Hết. Mày về đây, con bồ nhí về tới tận cửa nhà bà ép bà ly hôn này, bà nhổ vào, ly hôn cái quần què. Trời ơi, chị bồ nhí này thật là có bản lĩnh. Dám về ép gì ta? Công chủ chính thức phải thoái vị để cho mình leo lên. Chúc cuộc chiến thành công chị nhé.